Xin chào tất cả quý vị bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Và ở cái video lần này tôi xin chia sẻ với quý vị bạn một cái dòng xe đó là rất là đẹp, mà su đầu mập, su tải. Và đây là một chiếc xe mà có điều hòa và có trợ lực lái. Đây là một chiếc xe được sản xuất năm 2015 và là một chiếc xe zin, tất cả chưa dính một giọt sơn nội nào, và là một chiếc xe rất là đẹp. Nhưng bên cạnh nữa thì sau cái đoạn mà tôi chia sẻ với quý vị bạn này thì tôi cũng sẽ báo giá luôn một vài những dòng xe hiện tại đang về salon. Thì hiện tại năm nay thì về rất là nhiều những dòng xe salon, năm nay về rất là nhiều dòng xe tải, đó là K3000 đời 2011, K3000 đời 2010 và K2700 đời 2011 và Hyundai đời 2009, và một vài những dòng xe khác nữa. Đó là những dòng xe mà Taco, Towner hoặc là những dòng xe mà 5-7 tạ mà trong khoảng thời gian qua tôi cung cấp ra thị trường. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho quý vị và bạn. Thì trước tiên là sẽ chia sẻ quý vị bạn một cái dòng xe rất là đẹp đời 2015 này. Chia sẻ quý vị và bạn, đây là chiếc xe mà su 665 cân, đó là trọng tải cho phép. Nó là chiếc xe tổng thành là zin toàn bộ và chưa dính một giọt sơn nội nào. Chiếc xe này thì có điều hòa và khám cũng khá dài. Nội thất đẹp và tổng thành lốp của nó cũng còn dàn khoảng 60%. Thùng đã được lót inox rồi. Đây là toàn bộ về thùng này. Chiếc xe này chủ thực sự rất là chở rất nhẹ và rất là giữ xe. Quý bạn nhìn hoàn toàn có tổng thành toàn bộ cái phần, thứ nhất là thành thùng bên này. Thành thùng rồi đấy. Tức là từ bên trái chúng ta sẽ quay ra qua bên phải. Mà nhìn thấy tất cả chưa có một chút nào lồi lõm, bởi vì là cái phần tôn này này. Quý bạn biết là cái phần tôn này là cái phần mà nó rất là hay là lồi lõm vì là hàng hóa nó chọc trở ra, nhưng mà con này tôn rất là phẳng. Ta nhìn toàn bộ là sàn gót inox rất là chi tiết. Đây là toàn bộ phần đít xe này. Anh chị các bạn có thể nhìn thấy là toàn bộ phần đít xe này. Không có một chỗ nào lồi lõm và chưa có một chút nào sơn nội cả. Tổng thành toàn bộ hai cái đèn này. Toàn bộ phần đèn và phần đèn hậu và phần phía sau của xe là rất là giữ và không có một chút nào lùi vào đâu đó hoặc là va quẹt cả. Hai thành thùng. Anh chị có thể là lấy là hai thành thùng, kể cả từ cái phần cua lốp. Phần cua lốp và tổng thành là phần chắn bùn cho đến phần sắt xi. Anh chị có thể hoàn toàn nhìn thấy nó rất là mới và chủ xe rất là giữ xe con xe này. Đó là nguyên cái phần phía sau, anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ phần sàn sống, tất cả chưa có một chút nào gọi là mối mọt hoặc là han gì cả. Anh chị có thể nhìn đấy. Chúng ta sẽ có thể thấy rằng là toàn bộ phần nội thất này. Đây là toàn bộ phần nội thất của chiếc xe này. Anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ phần nội thất của này rất là mới. Đặc biệt cái phần ghế sau này, anh chị có thể nhìn đến tuy rằng đời 2015 nhưng mà tất cả những con ốc này chưa có một chút nào gọi là tháo cả. Nên là toàn bộ phần ghế da vẫn còn nguyên. Chiếc xe này thì cũng được chủ cũng giữ xe và lắp thêm cả hệ thống màn hình. Nhưng mà đặc biệt con này điều hòa hãng cho nên là điều hòa rất là mát. Anh chị có thể đi chỉ một chút thôi. Anh chị có thể thấy đây là toàn bộ phần nỉ rất là mới. Chúng ta có thể là nhìn qua phần nỉ này. Đấy, và chúng ta có thể nhìn thấy qua về phần máy của chiếc xe này. Đời 2015 nha, anh chị nhìn thấy máy móc nó, vì con này nó chạy cũng khá là ít. Chạy được khoảng gần 9 vạn cây số. Đối với xe tải thì đấy là một cái điều đáng mừng, vì là dòng xe tải này là dòng xe mà thêm máy móc gầm bệ rất bền. Đặc biệt là những dòng Suga TV này, anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ phần máy này. Nó rất là sáng và chưa có một con ốc nào tháo cả. Đối với những chiếc xe đời 2015 như này thì nó đẹp như là 2017-18. Anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ phần tablo này. Máy con này thì rất êm. Và cửa máy và toàn bộ phần cửa đóng cực kỳ êm. Anh chị có thể thấy là toàn bộ phần khi mà kéo cửa nhé. Anh chị thấy không? Cửa đóng rất êm, đặc biệt là cái dòng xe nhập này. Đây, con này nó là bản xe nhập ở Ấn Độ. Và chúng ta sẽ có thể nhìn thấy toàn bộ cái phần
cabo trước. Anh chị có thể nhìn thấy. Thì những dòng xe này nó phù hợp với những ai ạ? Nó sẽ phù hợp với những người mà chuyên chở những cái dòng xe là ví dụ như là chuyên chở nhẹ, hoặc là chở hàng ít, hoặc là dùng cho những nhà hàng tiệc đám cưới. Anh chị có thể nhìn thấy toàn bộ phần đầu này, toàn bộ phần đầu, phần cabo là nó rất là mới. Để tìm được món su đẹp như thế này thì em nghĩ rất là hiếm có thể tìm được, và nó lại rất là đều xe. Khám phí con này thì đến tận tháng 3 của năm 2021, khám rất là dài, điều hòa mát, gầm bệ chắc, anh chị chỉ có việc là chạy thôi. Tuy nhiên chiếc xe này thì thực sự là có hai chỗ mà em cảm thấy là nó muốn sơn nó vào, nhưng mà thực sự lại không muốn, vì là toàn bộ tổng thành xe nó chưa một chút sơn nội nào, nhưng mà nó có một vài cái xước rất là nhỏ này, có thể là nếu mà sơn vào thì tốt, nhưng mà vì nó quá là đẹp đi cho nên là không cả muốn sơn nữa. Thì đó là cái video chia sẻ cho anh chị và các bạn về cái dòng xe SU mà 5 tạ mà SU ATV có bản đủ, có điều hòa và có trợ lực đời 2015, xe rất là đẹp. Bên cạnh thì cũng có một vài những dòng xe mới về salon, ví dụ như là hiện tại em mới về một vài những con xe nha. Đây là những con về trước, một thời gian trước là một con Hyundai đời 2009 Bắc Việt. Con này là K2700 đời 2011. Và đây là chiếc K3000 đời 2010 có điều hòa. Con này là nó là toàn bộ nó là màu xanh, và hiện tại thì đang còn hai con nữa, là một chiếc đời 2011 màu xanh đẹp, tức là màu xanh dương, và chiếc xe đó đang trên đường về điều hòa hãng. Thì giá đối với những chiếc xe này thì bây giờ chúng ta biết là nếu từ đời 2011 trở về sau này thì nó chỉ khung tầm nó tiền nó chỉ khoảng dưới 200 triệu. Chiếc xe K3000 mà em đang trên đường về màu xanh đẹp có điều hòa hãng đó thì chiếc đó nó khoảng 200 quay về lùi một chút. Chiếc xe này thì nó khoảng 190 triệu. Và chiếc xe này thì nó khoảng 165 triệu quay về. Và chiếc kia thì 175 triệu quay về, và còn chiếc xe mà nó rất là mới kia thì giá bây giờ nó khoảng 235 triệu có lộc một chút, và xe rất là đẹp. Thì đó là cái video chia sẻ cho anh chị về cái, và báo giá luôn cho anh chị về cái dòng xe mà tải hiện tại đang có ở salon. Rất cảm ơn anh chị đã xem video, và nếu như anh chị mà có cái điều gì thắc mắc thì cũng có thể gọi điện trực tiếp đến số điện thoại trên màn hình, hoặc là có thể gọi điện thoại trực tiếp, hoặc là nhắn tin qua Zalo, qua Facebook thì em sẽ chia sẻ cho anh chị hoàn toàn là miễn phí. Bên cạnh nữa thì nếu anh chị mà muốn tham khảo với dòng xe nào thì cũng có thể là gọi liên hệ trực tiếp, và em sẽ gửi ảnh toàn bộ thông tin, quay cả video về xe, và bên cạnh cũng có thể là gửi ảnh giấy tờ cho anh chị và các bạn. Nếu như anh chị thấy nó có ích thì nhớ rằng đăng ký kênh và share cái video này, để khi em phát video thì anh chị là người nhận được video của em sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại vào những cái video xe tải tiếp theo.